Đại chúng chiều nay có khỏe không? Tối nay mình có một không gian thoải mái hơn, cho nên đại chúng chúng ta cùng ngồi sinh hoạt. Và nếu Pháp Hòa nhớ không lầm thì Pháp Hòa sẽ được gặp quý vị 3 đêm. Tối hôm nay, tối ngày mai và tối Chủ nhật. Ủa sáng Chủ nhật nữa hả? Trời, định ăn gian mà không được, thôi bỏ. Sáng Chủ nhật ở đây, rồi tối Chủ nhật thì ở Hương Lâm, rồi tối ngày mai thì ở đây. Tuy nhiên là ngày mai Pháp Hòa vẫn phụ trách 3 buổi. Và quý vị nào mà đến dự ngày mai thì cũng ở hội trường này. Và còn các vị dự tu thì ở chánh điện, thì Pháp Hòa sẽ sinh hoạt ở bên chánh điện, rồi bên đó sẽ truyền livestream. Và chỉ có tối mới live show. Thưa đại chúng, ở trong cái bài tụng, trong cái nghi thức Phật giáo đó, trong cái nghi lễ đó, thì khi mà mình tụng kinh xong đó, thì mình sẽ có một cái lời cầu nguyện, giống như là mình đem hết tất cả những cái tấm lòng, cái lòng thành mình nãy giờ mình tu tập, để mình gửi cho mình một cái ước nguyện nào đó. Thì cái thường cái lời cầu nguyện cuối đó hay gọi là phục nguyện. Phục nguyện có nghĩa là một cái lời cầu nguyện sau cùng. Thì trước khi mình bắt đầu buổi lễ thì có thể mình cũng có lời nguyện gọi là kỳ nguyện, tức là đầu tiên, lời nguyện đầu, rồi bây giờ là lời kết. Thì ở trong đó có một câu là phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh, đại chúng an hòa, thí chủ tấn tam đa, đàn na tăng ngũ phúc. Tức là thiền môn nghiêm tịnh, tức là cầu nguyện cho cửa chùa. Thiền môn tức là ý nói là cửa chùa. Nghiêm tịnh tức là trang nghiêm và thanh tịnh. Giống như đại chúng đi đến đây rất là đông, cả ngàn người, có thể hơn, nhưng mà không có tiếng ồn. Như vậy thì chúng ta rất đông mà chúng ta không ồn, đây mới nghĩa là chữ tịnh. Một mình không ai nói hết trơn, thì mình có ai có khen mình tịnh chuyện bình thường. Nhưng mình 1000 người mà mình không có làm ồn thì quả thật là nghiêm tịnh. Như Pháp Hòa hay thưa, nếu như mình đông mà mình ồn bình thường, phải không? Mình đông mình im, mình đông mình ồn là bình thường. Còn nếu như mà mình rất ít người, mình sùm hết, bất thường. Còn mình rất đông mà không ồn là phi thường. Mình rất đông mà mình không ồn. Cuộc sống của mình á, nó nhiều cái trộn rộn lắm, hết việc này tới việc kia. Có nhiều khi mình nói gặp nhau chúc năm mới bình an vô sự, nhưng mà thật sự nếu mình vô sự mình chịu nổi không? Không. Vậy thì cuộc sống là phải có sự, nhưng mà chúng ta lấy cái tâm ứng sự, cho nên sự sự vô ngại. Đây là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Nếu mà mình thấy tất cả mọi sự việc, mình thấy thông được cái lý, thông được cái lý, nhìn cái việc mà mình thông được cái lý, gọi là lý vô ngại. Hiểu được cái lý cho nên mình không có gì trở ngại với mình hết. Thí dụ như ta nói, tại sao anh phải lạy Phật 3 lạy mà anh không lạy 5 lạy? Nói tại vì lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng, đó là lý do tôi lạy 3 lạy. Ủa rồi hôm qua tôi thấy anh đi đám tang, sao anh lại có 2 lạy vậy? Nói tại người đó chết chưa chôn. Người chết chưa chôn lại 2 lạy, chết chôn rồi lại 4 lạy. Tại sao lại 4 lạy? Lại 4 lạy là biểu tượng cho tứ ân viên mãn, lễ thành tứ bái. Cho nên mỗi một cái sự mình làm ra không có ngăn ngại, mà lý mình cũng thông. Cho nên sự vô ngại, lý vô ngại, và việc gì mình cũng thông là lý sự vô ngại. Cho đến khi nào mình thông đạt được thì sự sự vô ngại.
Chứ cuộc sống mà làm gì cũng có sự. Nhiều khi không có sự mình còn sinh sự nữa kìa. Không ai kiếm chuyện mình buồn quá mình kiếm chuyện nữa kìa. Thật ra nhiều khi vợ chồng lớn tuổi chuyện tình không có, mà chuyện gây thì mỗi ngày. Lớn tuổi già rồi không còn chuyện gì mùi để nói nữa. Bả vừa tắt cái đèn cái mình lại mình mở là có chuyện gì đâu. Bả tăng sưởi lên cái mình lại mình hạ xuống cái bà lạnh của bà rung, nó nói ông muốn tôi chết hả? Rồi cái ông nói bộ bà muốn tôi chết hả? Trời nóng thành thử nội cái sưởi không mà cứ kéo lên kéo xuống có chuyện gì đâu. Phải không? Rồi ăn cái chén xong cái bả rửa rồi bả đi lên lát xuống bả thấy một ly sữa cái con ly sữa mà không rửa nữa, cậu nói lại rửa con ly mà nói hoài. Y chang không ta? Ai biểu mở em ở trong bếp làm chi? Cứ chiều đi làm về mở thầy Pháp Hòa trong bếp, thầy Pháp Hòa phải biết chuyện nhà của mình thôi. Cho nên nhiều khi cuộc sống của mình không có chuyện gì hết thì mình cũng bắt đầu sanh sự. Và nhiều khi mình có tiền của quá, mình không đủ chánh niệm cũng sanh sự. Mà nhiều khi nghèo khổ quá, bí đường quá, sanh sự. Cho nên bởi tôi sanh sự nên sự tình mới sanh. Nếu không sanh sự, sự nào có sanh? Cho nên cuộc sống chúng ta còn sống là còn hoạt động. Sống là hoạt, mà hoạt là phải động. Cho nên kêu là hoạt động. Nói theo tiếng Việt là sống động. Thí dụ như này, anh có sinh hoạt không? Bữa nay có đi sinh hoạt không? Là những hoạt động của sự sống. Ăn là sinh hoạt, ngủ là sinh hoạt, nói chuyện là sinh hoạt, tiếp khách là sinh hoạt, nấu cơm là sinh hoạt, lái xe là sinh hoạt. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm thì sinh hoạt này nó sẽ đem tới nhiều cái khổ lụy. Vậy thì tu tập của chúng ta, tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta đủ cái chánh niệm để chúng ta đối xử mà không để nó thành ra trở ngại, gọi là sự sự vô ngại. Giáo lý Hoa Nghiêm có 4 cái: sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Mà mình đã đi đến cái chỗ sự sự vô ngại rồi thì mình rất là vững. Tại vì mình đến với ai mình cũng biết cách. Pháp Hòa ví dụ như là tiếng Việt Nam của mình, gặp cái người đó mình đoán là người đó hơn mình tuổi cái mình gọi là chị, thấy người đó trẻ hơn mình thì mình gọi là em. Còn mình gặp một ông thầy cạo đầu mặc áo, không biết ông tu lâu tu mau, thôi kệ, gọi chữ thầy trước đi rồi tính sau. Có nhiều khi ông lụm cụm nói dạ bạch hòa thượng, ở đây giờ ông tôi mới tu hôm qua. Tại ông già thôi, ông cụ thôi, 90 tuổi đi tu thôi, thấy giống hòa thượng quá. Nhưng mà nghĩa là mình gặp người thì mình biết cái tuổi tác, cái sức khỏe, cái nhìn, cái tướng của người đó để mình gọi, để mình ứng xử. Thì cái câu mà chúng ta nguyện là thiền môn nghiêm tịnh. Mình cầu nguyện cho cửa chùa được nghiêm tịnh, đại chúng an hòa. Đại chúng tức là từ 4 người trở lên. Từ 4 người trở lên gọi là đại chúng. Tăng cũng như thế. Thế nào được định nghĩa là tăng? 4 thầy tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. 1 thầy tỳ kheo chưa đủ. Ví dụ như làm lễ quy y, có một thầy đã truyền, thầy đã nói hôm nay tôi đại diện cho tăng. Tức là thầy đó chưa đủ là một thành phần đoàn thể của tăng. Phải 4 thầy tỳ kheo. Cho nên những cái cuộc họp quan trọng, những cái tác pháp quyết định, những cái nghi lễ quan trọng phải 4 thầy tỳ kheo trở lên mới tác pháp được, mới làm cái lễ biểu quyết được. Như vậy thì cái gì 4 trở lên chúng ta gọi là đại, đại chúng. Vì đại chúng cho nên thường hay đụng cháy. Mình va chạm mà, đụng chạm là phải đụng, mà đụng là phải chạm. Cho nên cuộc sống của mình đó, nó không thể không có việc. Cho nên đầu năm mình vẫn chúc cho nhau
năm mới bình an vô sự. Vậy thì cái sự ở đây muốn nói là gì? Cái tâm mình vô sự, chứ còn cuộc đời làm sao vô sự được. Không có việc làm, cái ngồi hỏi làm gì vậy? Vô sự. Hỏi sao vậy? Tại vì tôi nghe lời Phật, không khỏi đi làm vô sự. Cái này là y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, y như kinh mà nói là nói oan Phật ba đời. Cuộc sống lúc nào cũng có sự, nhưng tâm anh hiểu được nó, cho nên anh vô sự với nó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có 20 điều khó của con người. Nhân hữu nhị thập nan, người đời có 20 cái khó. Trong đó có một cái gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Nghĩa là gặp cảnh mà tâm mình vẫn bình an, chứ không phải là thờ ơ nha. Con nó đói, nó ba ơi con đói bụng quá, con tự kiếm ăn đi con, tại ba tu rồi. Ba đạt tới cảnh giới gọi là đối sự vô tâm. Cho nên là rồi vợ nói anh tháng này thiếu tiền điện, bà lo đi chứ tôi giờ tu. Vô sự nghĩa mà mình đối cảnh vô tâm, nghĩa là bất cứ mình làm việc gì cho ai hết lòng. Mình hết lòng mình làm, nhưng mà mình không có vướng mắc chuyện mình làm. Và đơn giản nghĩ rằng chẳng qua là mình đủ duyên phước. Đủ cái duyên phước khi người ta cần mình có mặt để giúp. Mình có khả năng để giúp, mà giây phút này người này lại đến đúng lúc. Họ đến đúng lúc mình đang có, chứ lỡ bữa khác họ tới không lúc mình không có làm sao. Nghĩ đơn giản thì chúng ta không thấy mình cao. Nghĩ đơn giản thì không thấy mình cao, mà mình chẳng qua là được cái duyên phước đó thôi. Chứ nhiều lúc muốn làm mà không có cách, không có duyên để làm. Thành thử ra mình muốn bố thí, mình muốn cho đó, mà không ai tới xin cũng khó cho lắm. Có một câu như thế này, nghĩ cũng lạ. Người ta nghĩ rằng á, giàu là phải thu gom mới gọi là giàu. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời, giàu nghĩa là mình biết chia sẻ. Chia sẻ tất cả những gì trong khả năng của mình, mặc dù mình có thể nghèo hoặc là mình có thể không đủ, nhưng mình giàu ở tấm lòng. Mình cho ở cái khả năng của mình thì đâu có nghèo. Mình thu gom mà để được giàu thì chuyện bình thường. Nhưng mà ở cái chỗ đặc biệt là chúng ta có, mà bất cứ cách phương cách nào chúng ta đều chia sẻ. Cho nên cuộc sống không phải là chúng ta chúc nguyện cho nhau bình an vô sự là đừng có chuyện gì xảy ra nha. Nếu được cái đó cũng tốt, nhưng mà khó lắm. Tại sao? Tại vì cuộc đời đã nói là cuộc đời là hồng trần. Hả? Mà chúng ta thường hay nói là trường gian sống sau dồn sống trước, thì làm sao không có việc nó xảy ra. Nhưng mà nhờ mình thấy được đạo lý, chữ đạo đây là đạo lý, là lẽ thật, là chân lý, cho nên mình bình an với nó, cho nên việc nó đến vô sự. Quý thầy quý cô thấy Pháp Hòa ngày, có khi một ngày Pháp Hòa giảng 5 buổi nha. Có nhiều lúc đi những nơi khác, một ngày Pháp Hòa giảng 5 chùa, mà mỗi một chùa là 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, chưa tính những lúc đứng làm người mẫu. Các vị vô hỏi thầy có mệt không, có nói em có làm gì đâu mệt. Hồi nãy có một sư cô, thầy có mệt không thấy? Có mần chi đâu mệt. Đi xuống và qua hỏi lại, rửa rồi sư cô có mệt không? Dạ có, có chí thì mệt. À nói đúng rồi, tại không có gì mới không mệt. Vậy thì bình an vô sự là việc nó sẽ có, nhưng tâm mình ứng. Có nhiều khi cái việc nó một chút nị à, mà mình xé nó ra to, thành ra mình sanh sự. Xiên nó rất dễ dàng. Thành ra rốt cuộc mình cầu cho mình ban bình an vô sự, mà mình thật có bình an đâu. Nếu mình bình an thì con nó cần ăn cơm, mình cho nó ăn cơm. Mình làm mà không thấy như là một cái chuyện gì ghê gớm, tại chuyện
cha cho con ăn cơm là bình thường. Không cần phải gọi lên chụp hình, chiều nay tôi cho con tôi ăn cơm nè. Chụp hình xong bắn lên Facebook. Rồi cái dưới khen, trời ơi cha giỏi quá. Trời thả cho mấy chục trái tim. Mình cho con ăn cơm là chuyện bình thường. Quý vị thấy được cái câu bình an vô sự, nó là lẽ thật chứ nó đâu phải là cái câu chúc bình thường. Nhưng mà mình thấy nó bình mình mới an. Mình thấy nó bình mình mới an, mà mình thấy nó bất bình là mình không an. Mà chính cái chỗ mình không bình không an cho nên sự nó có mặt. Nhờ đi ra mua có bó ngò mà la sùm lên hết, thành thử bó ngò thành ra bó hẹ, bó hành, bó cỏ, bó gì á. Nó đơn, cuộc sống nhiều lúc nó đơn giản dữ lắm. Mình làm được gì cho ai, mình cứ làm một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn là không có chuyện gì hết. Có nhiều khi một câu nói nó đơn giản cái bắt đầu mình phăng ra. Rồi mình ta nói sao mà chị nghĩ, chị anh nghĩ chi sâu sắc vậy. Trời ơi tôi mà, con ruồi nó bay qua tôi biết được cái. Nói một câu nhỏ thôi là tôi biết nó nhỏ này sâu sắc lắm. Mình phanh vui ra để bắt đầu mình coi chuyện lớn trong cuộc sống. Mà sự thật nhiều lúc nó đơn giản lắm. Một lời nói, một hành động, một cử chỉ, hoặc thậm chí ai cần tới mình. Cái quan trọng là mình có làm được không. Mình làm được là yên rồi, có chuyện gì đâu phải lớn chuyện. Cho nên rồi cuối cùng mình không thành vô sự mà thành ra lớn chuyện, cũng từ một câu nói, từ một hành động. Quý vị hiểu được ý Pháp Hòa muốn nói ha. Cho nên cái câu phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh, cửa thiền được an tịnh là nhờ ở đại chúng an hòa, đại chúng sống hòa thuận với nhau, sống an với nhau, sống thuận với nhau thì nhất định cửa thiền sẽ nghiêm tịnh. Vì an hòa là cái nhân tu, mà thiền môn nghiêm tịnh là cái quả. Mà nhân như vậy thì quả như vậy thôi. Tại vì sao? Vì tăng, chữ tăng là một đoàn thể, chữ tăng là một đoàn thể sống hòa hợp, sống thanh tịnh. Nếu mình có hình tướng một người tu chưa, cho đó mới tướng tăng thôi. Ăn nhiều là tướng nó tăng, kêu là tăng tướng. Người ngoài thôi, trời ơi đừng có bắt con ăn nhiều, ăn nhiều lên cân. Ai biểu lên cân chi, cây cân ta để đó đừng lên. Mình không có lên cân thì chả biết mình cân lên. Thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, hay là đại chúng an hòa, đại chúng sống an, sống hòa thì nhất định cửa thiền sẽ thanh tịnh. Đó là chuyện của người trong đạo. Còn chuyện người đời, thí chủ tấn tam đa. Tam đa là gì? Nói theo thế gian, đa phúc, đa lộc, đa thọ. Cho nên mình mới có ba ông phước lộc thọ đó. Ba ông phước lộc thọ đó, cái bộ ba đó chúng ta gọi là tam đa. Người Hoa gọi cái bộ là bộ tam đa, đa phúc, đa lộc, đa thọ. Thực tế thì không có ba ông đó, nhưng mà tại vì người ta đời sống người ta mong mỏi có phúc. Có phúc là gì? Có con. Có lộc là có của. Có thọ là có tuổi. Mình không có tuổi thọ thì của nhiều hưởng đâu, phải không? Rồi bây giờ mình mà có phước thì mình có con, có hậu duệ, có cái người tiếp nối. Cho nên hồi xưa cha các bậc tiền bối hay quở người trẻ: bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại. Bất hiếu có ba, có ba thứ loại, ba loại bất hiếu. Mà không có con nói giỏi là gọi là gì? Cái hiếu bất hiếu lớn. Nhưng người ta nói vậy thôi, không phải chân lý. Các thầy đi tu không có hậu duệ. Không có nói giỏi cho một gia đình, nhưng mà nói giỏi cho Phật Pháp, nói giỏi cho ba đời chư Phật.
Giống như hồi chiều Pháp Hòa chia sẻ với một em trẻ đang có cái tâm chí muốn đi tu vậy đó. Thì tâm chí của người, cái người là mình mong mỏi rằng sau mình sẽ có những người tiếp nối. Và đó là cái mà nó luôn ở trong tâm Pháp Hòa. Luôn luôn suy nghĩ làm sao có được những người trẻ để tiếp nối Phật Pháp ở hải ngoại. Pháp Hòa chỉ, tại mình biết ở đây thiếu lắm. Ở hải ngoại mình thiếu nhân sự lắm. Phật sự thì quá trời mà nhân sự thì không có. Mà sanh sự thì triền miên. Cuộc sống chúng ta quá nhiều việc. Cho nên tam đa theo thế gian đã là phúc. Nhưng mà phúc cũng không hẳn là con. Phúc nhiều thứ lắm. Có ăn cũng là có phúc. Có được người thương là có phúc. Mình tu tập mà có người trợ duyên cũng là có phúc. Nhưng mà người ta lấy một biểu tượng là đứa con ẵm trên tay. Cái ông Phúc đó, ông cầm ẵm đứa con. Rồi ông có ông Lộc, ông cầm cây ngọc Như Ý, biểu tượng cho tiền của. Còn ông Thọ thì ông cầm trái đào, tại vì trái đào là biểu tượng cho Thọ. Chờ bữa nào quý vị đi vô mấy cái tiệm mà người ta bán quà cáp cho người tuổi Thọ đó, nếu mà quý vị thấy ông Thọ mà cầm trái Thọ, hay là một trái Thọ lớn rồi ở trong có trái Thọ nhỏ, thì chúng ta biết trái đào to rồi mở ra cái nó có một trái đào nhỏ, thì cái đó gọi là Thọ trung Thọ, nghĩa là trùng cái tuổi lên, chồng cái tuổi lên. Cho nên mình tặng mấy cái đó người ta thích lắm. Thọ trung Thọ, trong Thọ có Thọ. Rồi ông Thọ mà cầm trái Thọ là một hình thức Thọ. Hỏi sao biết ông Thọ? Ông sống đến nỗi đầu nổi cục hết, râu bạc hết, con hạt trái đào là biểu tượng cho tuổi Thọ. Cho nên ta nói năm nay bác được bao nhiêu tuổi hạt. Tuổi hạt tức là tuổi già, nhưng mà người sống càng lâu thì tuổi hạt càng lớn. Cho nên Hòa Thượng Viện Chủ ở bên Canada, Ngài đặt cái viện dưỡng lão của chùa xây là viện dưỡng lão tuổi hạt. Tuổi hạt là tuổi của người già. Đó là cái ba phúc của người thế gian. Và bây giờ ba phúc trong đạo là có gì? Thứ nhất là gần bạn lành. Thứ hai là nghe pháp âm. Thứ ba là quán bất tịnh. Nếu mình được có một cái, mình được một cái cơ hội, mình quán các pháp tạm có chứ không thật. Chữ bất tịnh trong Phật giáo nó có nghĩa là không mãi mãi trường tồn. Ngoài cái ý nghĩa là nó không trong sạch, những cái nghĩa rộng của nó là không tồn tại. Ví dụ cái hoa này nó đẹp vậy đó, và với cái nhìn của người phàm phu thì người thường mình đó là hoa đẹp, cho nên bữa nào nó héo mình hơi buồn. Nhưng mà cái người mà người ta có cái pháp nhãn, cái tuệ nhãn, thiên nhãn, ta nhìn đó, ta thấy được bản chất của nó. Chỉ là tạm đẹp chứ không mãi đẹp. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ví dụ ta nói là tôi yêu em hay là anh yêu em gì đó thì được rồi, nhưng mà nếu là mãi mãi thì nó thôi, cất chữ mãi mãi đi. Tại vì trên đời không có gì mãi mãi hết đó. Đời là vô thường mà sao kêu mãi mãi được, phải không? Cho nên thương nhau là đủ rồi. Mà thương nhau ngày nào còn sống với nhau, thương hết lòng, thương từ sáng tới tối, thương từ ngày cưới cho tới ngày viên mãn, đó là mãi mãi đó. Chứ không phải mãi, tại vì cuộc đời này có gì mãi mãi đâu. Thử ra cái mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta có được một người bạn lành trong đời, người bạn đó có thể là một người vợ, một người chồng, một người bạn đạo, một người bạn thân. Tại vì sao? Tại vì quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm có mấy người. Mình quen rất nhiều nhưng mà kiếm một người tri kỷ tri âm không phải dễ. Tri kỷ là biết nhau, tri âm là hiểu nhau.
Cho nên tìm một người như Bá Nha Tử Kỳ thì đâu phải dễ. Cho nên là người kia chết đi rồi thì người nọ cũng không sống nổi, tại vì đàn đó bây giờ người đã chết rồi, tôi đàn cho ai nghe? Hình như có một bài thơ vậy, đời vắng em rồi vui với ai. Tại vì cái đó là nói lên cái người bạn. Cho nên trong cuộc đời này, nếu chúng ta có được một người bạn lành, đó là một cái điều tốt. Tại vì bạn thì rất nhiều, nhưng mà bạn lành, bạn lành là tại sao? Tại vì người đó có khả năng nhẫn nại mình, người đó sẵn sàng ngăn cản điều xấu ở nơi mình. Nếu chúng ta làm điều xấu, người đó sẵn sàng ngăn mình, sẵn sàng chỉ cho mình những cái lỗi. Vì Khổng Tử cũng vậy, người nào dám chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Người nào mà khen mình mà đúng, mình làm đúng mà người đó khen đúng, thì người đó là bạn mình. Còn mình làm trật lất mà người đó cứ khen miết, kẻ thù của mình. Tại vì họ sẽ làm cho mình sống bằng cái tâm cống cao ngã mạn, và thậm chí làm cho mình bị không có cái chí hướng thượng, và mình tưởng mình thật như vậy. Cho nên mãi mãi mình ở dưới. Cho nên mà quý vị thấy một đống cua mà bị nhốt ở trong một cái giỏ đó, mà hễ con nào mà nó sắp bò ra tới thì con khác kéo xuống. Cho nên người xưa cũng dặn mình đừng có sống theo loài cua. Tại cua không bao giờ nó muốn con cua nào lên được hết, hễ con cua nào bò sắp lên nó kéo xuống à. Thì nhiều khi trong cuộc sống mình quen biết những người mà gần mình thì họ cũng sống kiểu đó. Họ thấy mình hơi lên chút cái là mình họ dập rồi, họ kéo mình xuống. Cho nên tìm được một lành là một cái thiện duyên của mình. Người Mỹ cũng có một câu đó, a life without friend as a day without sun. Đời người không có một người bạn như một ngày không có nắng. Trên mình có một người bạn, nhưng mà nhớ là bạn đó là bạn lành. Còn thế gian này nhiều bạn lắm, bạn nhậu, bạn đánh bài, bạn đi chơi, bạn đi nhảy đầm, rất nhiều thứ bạn. Nhưng mà những người đó chỉ là bạn, còn chia sẻ được nội tâm của mình thì bắt đầu tăng lên. Người đó chẳng những đó mà còn có thể chia sẻ với mình, thì đây là bạn lành. Trong kinh Đức Phật có nhiều bài kinh nói về định nghĩa làm sao để gọi là một bạn tốt. Nhưng mà căn bản nhất, chúng ta có 7 cách để nhìn nhận một người bạn. Người bạn biết nhẫn nại, biết khuyên lơn, biết ngăn cản mình những làm điều, và biết nhận diện những cái hay của mình, không ganh tị với mình, và chia sẻ được với mình những lúc khó khăn. Thứ hai là mình nghe được pháp. Tại vì thưa đại chúng, trong cuộc đời này, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ có, lời lành khó nghe. Chịu khó đi làm, kiếm ngàn đồng dễ ở, nhưng mà có thể một tháng đó không nghe được một lời lành nào hết. Tại vì nếu mình không tìm tới người lành thì làm sao nghe được lời lành. Một tháng đó mình đi kiếm tiền dễ, nhưng mà mình có những người bạn mình giao tiếp thì mình chỉ nghe chuyện thế sự thị phi, chứ có thể mình không nghe được lời lành, trừ khi nào mình tìm tới người lành. Cho nên ngàn vàng dễ có, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Mà thường thì trung ngôn nghịch nhĩ, lời lành khó nghe. Nhưng mà rồi chúng ta lại có câu thuốc đắng thì giả tật, khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng giả tật. Lời lành thì thường hay giúp cho mình tăng trưởng. Cho nên gần bạn lành như đi trong sương, không có thấy ướt như một trận mưa, nhưng mà điên đổi rồi thì lại thấy áo mình bắt đầu thấm. Như vũ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Như đi trong sương vậy đó, không có thấy nó thấm mưa vào áo mình, nhưng mà sao lát cảm thấy lạnh là bởi vì sương nó thấm trong người. Mình gần những cái điều thiện, điều lành,
Bằng chứng nè, hồi Việt Nam mình mới qua mấy chục năm trước là ghiền phim Tàu, cho nên đi đâu gặp nhau cũng nghe nói chuyện giống giống phim Tàu. Chị từ từ đi không tiễn nghe. Mấy câu đó trong phim Tàu không. Đúng tới cái thiện tai, ý trời. Đó. Nhiễm phim Tàu nào mình đâu hay. Tại mình coi nó nhiễm, gần gì gần nhiễm đó, ác tập ác giả. Gần lành thì nhiễm cái lành, mà gần xấu nhiễm cái xấu. Cho nên nghe được pháp, là pháp này là gì? Là chân lý. Chân lý là lẽ thật, mà cái chân lý khó nghe. Pháp Hòa ví dụ như là có nhiều khi mình Phật tử vậy chứ sợ chết lắm, sợ lắm. Ai mà nhắc chữ chết chết ngán lắm, không dám nghe. Thậm chí không dám đi đám tang, đi lên chùa không dám vô bằng linh, sợ nghe mấy cái đó lắm. Và thậm chí mà nếu mà ai mà lên đó, để xin lên chùa quảng cáo một chương trình lo tang lễ trước, không dám nghe mấy cái đó. Tại vì sao? Vì mình sợ cái đó. Mà sự thật ra đó là lẽ thật. Trước sau gì chúng ta cũng phải tới ngày đó. Mà người Mỹ thì họ thực tế, họ lo trước hết. Và ngày nay Pháp Hòa thấy một số quý bác của mình cũng bắt đầu vượt được cái sợ đó, sẵn sàng đi lo hậu sự cho mình trước, mà không cần phải con cái, lo trước để rồi mình yên tâm. Cho nên chữ pháp nghĩa là chân lý, là lẽ thật. Nghe được cái pháp và chúng ta có khả năng nhìn thấu sự thật của các pháp, gọi là quán bất tỉnh. Thường thường quý vị mà ngồi thiền á, quý vị mà quán thân thì quý vị thấy rằng thân này nhơ nhớp không sạch. Nhưng mà đây là chỉ là một pháp quán riêng về thân thôi. Rồi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy, nếu mà nói, nếu nói về bất tịnh đâu phải cái thân. Ở đây có ai chân mông huệ, hoa huệ màu trắng của mình, hoa huệ trắng đó, thơm không? Nhưng mà nước huệ hôi không? Hôi. Cho nên người ta chân hoa huệ ta kỹ là một hai ngày ta thay nước. Và có người nào mà có aspirin đó, thả vô nước viên aspirin, nước nó giảm hôi. Còn không nữa đó, quý vị nào mà cắm hoa nè, hoa mình cắm bình đó, khi mình pha nước, mình ngâm cái cục mứt màu xanh để mình cắm hoa đó, thì người ta đổ nước vô rồi, trước khi người ta để cái đó vô ngâm cái bleach mà để lau nhà đó, ta rót khoảng một nắp bleach, một nắp thôi, người ta rưới vô cái bình nước, ta pha đều ra rồi ta ngâm cái cục mứt đó vô, hoa nó không có hôi. Nhưng mà nhớ ít ít thôi nha, nghe không hôi đổ nguyên bình về kiếm em. Đó, cái nghệ thuật, cái mẹo của người ta. Thí dụ như quý vị kho mít, quý vị kho thức ăn muốn cho mềm, ngon, màu nó đẹp, chỉ cần một lon Coca-Cola, khỏi để đường, khỏi để nước tương, tại cái màu đó nó rất đẹp. Nhất là kho chay, kho thức ăn chay, kho mấy cái rau củ, kho mít, kho bằng một lon root beer hoặc là một lon coca, thức ăn rất ngon. Nếu mình không có nước dừa, nước dừa tươi, hoặc là nếu quý vị kho bằng nước dừa tươi thì tự nước dừa tươi sẽ làm cho cái món ăn nó đẹp, đẹp màu, ngọt dịu mà ngon, méo thôi. Thành thử ra thưa đại chúng là mình quán để mình thấy. Và khi mình thấy rồi á, thì mình biết cái bản chất của nó làm sao, để mình tìm cách mình duy trì, ứng xử mà không khổ đau. Thật sự có làm gì đi nữa, nó cũng kéo dài được khoảng thời gian thôi, chứ nó không có nghĩa là nó mãi mãi. Hiểu được như vậy cho nên mình có được cái bình an. Vậy thì tam đa của một người học đạo đó là biết cái gì? Gần được bạn lành, nghe được chánh pháp, biết có cái nhìn trong sáng về mọi việc.
Đại chúng mình, nếu mình có được cái nhìn trong sáng của mọi việc, mình đỡ khổ lắm. Tại vì việc gì nó phải có nguyên nhân của nó, có cái nhân, cái quả, cái duyên của nó, chứ không phải tự động nó có. Cho nên một người nào mà đời này họ được cái duyên lành, họ đi tu, quý vị phải mừng. Tại vì trong ngàn người mới kiếm được một người. Có nhiều khi người ta đặt câu hỏi, ai quý thầy cũng khuyên đi tu hết á, rồi người ta đi tu hết rồi, rồi thế giới này sao? Nó yên tâm, không có chuyện đó đâu, đừng có lo. Khuyên là khuyên vậy thôi, chứ nói thầy giỏi thầy tu đi chứ làm gì có chuyện mà người ta mình khuyên là một việc, nhưng đâu phải người nào cũng đủ duyên đâu. Tại vì cuộc sống, cái bình thường trong cuộc sống này nó mới số nhiều. Cũng giống như là những cái gì mà nó quý thì nó hiếm lắm, còn cái gì nó bình thường nó mới số đông. Cũng giống như mình ăn cơm mỗi ngày, cơm thường, cơm hàng ngày là thường, chứ tiệc thì lâu lâu, thế làm gì có tiệc mỗi ngày. Đó là cái tam đa đầu. Có một cái tam đa khác là chúng ta thường được cung hiến cho mọi người. Thí dụ như mình giúp được ai cũng là một cái phước, hạnh phước của mình. Ngoài chuyện cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chúng ta còn có cơ hội giúp đỡ cho mọi người trong khả năng của mình. Đó là một cái hạnh phúc của mình. Cái đó cũng là đa đó. Nhưng mà không phải này đa sự, nhưng mà đa Phật sự, đa thiện sự, chứ không phải đa ác sự. Chữ đa là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì cái đa của chúng ta cũng nhiều đó. Nhưng mà cái nhiều này, chúng ta nhiều cái sự mà nó không có lành mạnh. Cho nên người tu á, rất nhiều việc, nhưng mà việc nào của người tu cũng là việc giúp đời độ người, cho nên không thấy khó khăn. Cái chữ tiếng Việt Nam mình á, nó cho tôi nhiều chuyện lắm. Thì cái chữ nhiều chuyện đó không có nghĩa là mình thích nói chuyện này chuyện kia của ai, mà rất nhiều công việc để chúng ta làm mỗi ngày. Cho nên được mà cúng dường Phật cũng là một cái hạnh phúc. Và cái nữa là gì? Chúng ta có đủ khả năng để thỉnh hỏi Pháp. Thí dụ như trong cuộc sống, trong Phật Pháp người ta chia ra ba thời kỳ: chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Vậy thì thế nào được định nghĩa là chánh Pháp? Chánh Pháp là khi nào, hồi xưa ta định nghĩa chánh Pháp là gì? Là thiền định kiên cố. Chánh Pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Vì lúc đó chúng ta nhập thiền là có định. Vì sao? Chúng ta bớt duyên. Còn giờ mình nhiều duyên quá. Sáng ngủ dậy mình bật cái YouTube lên là chuyện gì trên thế giới nó cũng hiện trên đó. Chưa đủ chúng ta quẹt cái phone. Cho nên chuyện của thế giới này mỗi ngày nắm trong tay mình hết. Rồi bây giờ chỉ cần một chuyện của một thế giới mình bàn chừng 5 phút thôi. 5 phút, 10 phút thôi. Chừng 10 chuyện thôi là mình mất bao nhiêu giờ của một ngày. Cho nên mình không có sao hết. Chẳng qua là mình có nhiều việc để bàn thì chúng ta mất thời giờ nhiều hơn thôi. Còn người tu tập biết cái nào cần thiết bàn, giống như mình coi biết vậy thôi, không có bàn tại vì không có thời gian, mà cũng chẳng dính dáng tới mình, chẳng phải chuyện của mình, chuyện nói chuyện của các vị trong cái việc đó. Cho nên mình thỉnh hỏi giáo pháp là gì? Mình có cơ hội. Vì chánh pháp thời đó là gì? Cái gì nghi mà gặp Phật là được giải ngộ. Hồi xưa các vị tu với Đức Phật á, là các vị chứng quả nhanh lắm. Tại sao đời này mình tu quá trời mà không thấy ai chứng gì hết trơn? Nhưng mà nếu có chứng thì nữa là tâm tánh nổi không bình thường. Vì Đức Phật còn đó, các vị cần gì hỏi Phật, giải ngộ liền, giải nghi liền. Cho nên cái thời đó thiền định kiên cố gọi là chánh pháp. Chánh pháp được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp được dịch nghĩa là tháp viện kiên cố. Ồ, thấy rất nhiều chùa viện
xây dựng quy mô, nhưng mà không đủ người tu, không có đủ người để nghiên tầm giáo điển, không còn ai thích học hỏi giáo pháp. Cho nên mình có được cơ sở rất lớn, nhưng không có nhân sự, không có học sinh, không có giáo sư, và thậm chí chúng ta cũng không có thời giờ để làm công việc đó nữa. Thì bắt đầu về sau mình chỉ thấy nó kiên cố ở mặt hình thức thôi. Hồi xưa ta có cái hộp, một cái sâu chuỗi, một cái sâu chuỗi bình thường, hộp sen, hộp gỗ gì ta lần xuống. Còn giờ trời ơi, chuỗi ngọc, chuỗi mắt tre, đủ thứ các chuỗi hết. Nó nói cái chuyện đó thôi, cái gì mình cũng nhiều hết á. Cái gì mình cũng nhiều, mà mình nhiều cái gì? Mình nhiều cái sắc tướng, nhưng mà mình thiếu đi cái nội dung. Cho nên mình muốn bày những cái hình tướng được, nhưng ráng làm sao chúng ta có được cái nội dung. Thí dụ như Đại lễ Phật Đản. Đại lễ Phật Đản là cái ngày lễ sinh nhật của Đức Phật. Thì nếu mà cái ngày đó ngoài tất cả mọi chương trình lễ hội chúng ta tổ chức, thì chúng ta làm sao có được một bài giảng cho các Phật tử về dự lễ Phật Đản được nghe kinh thính pháp. Ít nhất người Phật tử phải hiểu tại sao Đức Phật đi 7 bước như lịch sử kể. Tại sao Đức Phật chỉ một tay trên trời, tay xuống đất, và cái câu nói của Phật có nghĩa là gì? Rồi mình lấy, tại sao mình phải lấy nước mình tắm Phật? Đó, mấy cái chuyện đó mình phải giải. Nói năm ngoái giảng rồi, và hỏi lại coi 5 phút sau không nhớ gì đâu. Giảng nữa, tưới hoài. Người nào mà đã nhớ càng nhớ thêm. Người nào nghe rồi mà không nhớ, có cơ hội mình nói tiếp. Cho nên trong thính chúng có 3 dạng: có những người chưa biết gì hết, có những người biết xong rồi quên mất, và có những người biết không tới nơi tới chỗ, và có người hoàn toàn không biết. Cho nên mình đây là cái cơ hội. Vì vậy mà người xưa hay dạy mình cái câu là ôn cố tri tân, ôn cái cũ để biết cái mới. Còn nếu như hôm nào mình thấy một cái chương trình Đại lễ Phật Đản với sự hiện diện đóng góp văn nghệ của các ca sĩ 1, 2, 3, 4, thì biết cái này là Phật Đản. Có phải Phật Đản chính thức không? Phật Đản mà sao không thấy chương trình Phật Đản, không thấy bài pháp cho Phật Đản? Cái này chúng ta cũng phải đặt lại câu hỏi đó. Cho nên Đại lễ Vu Lan, Phật Đản, lễ Bồ Tát Quan Âm, nếu nói về Đức Bồ Tát Quan Âm biết bao nhiêu chuyện để nói. Mà xin thưa là giáo lý, nghĩa là chúng ta diễn đạt chân lý, và ai cũng cần nghe chân lý, mà nghe thì không phải một ngày một bữa mà các thị giới nhớ được. Cho nên cứ mỗi lần lễ phải nhắc lễ Phật thành đạo, nói về ý nghĩa lễ Phật thành đạo. Mình được tổ chức tất cả các thể văn nghệ theo tinh thần của Phật giáo, những cái chương trình văn nghệ lành mạnh, nhưng không quên có một buổi giảng, có một buổi sinh hoạt về ý nghĩa của cái ngày lễ đó. Như vậy thì chúng ta mới không có mất đi cái ý nghĩa. Chúng ta làm một cái tiêu đề: kính mừng Đại lễ Phật Đản, chùa gì đó long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ bao nhiêu. Và nếu như nó chỉ suông được là với sự góp mặt của các ca sĩ nào đó, thì cái lễ này, lễ Phật Đản này, mình kêu gọi Phật tử về để nghe văn nghệ, để coi văn nghệ. Còn cái lễ Phật chỉ là phụ thôi, uổng quá. Cái việc đó chúng ta, cho nên người Phật tử, ví dụ lỡ mà tới cái mùa Phật Đản đó quý vị không nghe được bài giảng nào hết, thì cũng chịu khó lên YouTube mở lại, kiếm bài giảng của ai, tự mình phải đi tìm một bài giảng. Tôi bữa hôm tôi nhớ thầy có giảng cái bài ý nghĩa 7 bước sen của Đức Phật, năm nay lễ Phật Đản nghe lại, tại tôi quên rồi. Rồi tôi nghe lại coi thầy giảng cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nghĩa là gì. Thì nếu không có trường hợp đó, thì bây giờ cũng ở trên YouTube rồi, tất cả quý tôn đức giảng nhiều bài giảng đó,
mình cứ đi tìm để mình nghe. Để chi? Để mình duy trì chánh pháp ở nơi mình, để mình làm cho Phật pháp không có mạt. Pháp Phật không có mạt, nhưng mà tại vì chúng ta không có sử dụng nó, thành thử nó ở trong tủ thôi. Cũng giống như quý vị kinh gì cũng xin thỉnh cuốn đó, về để đầy tủ chứ có bao giờ mở ra coi đâu. Cho nên rồi chuỗi, thấy ai có chuỗi cũng xin. Chuỗi ngắn, chuỗi dài, chuỗi 18, chuỗi 21, đủ kiểu chuỗi, mở ra một tủ chuỗi vậy đó. Mà là mình riết ra biến chuỗi như trang sức vậy. Mặc bồ xanh, đeo chuỗi xanh. Mặc màu đỏ, mang chuỗi đỏ. Thành thử ra chuỗi thành ra trang sức. Không có sao, không có tội lỗi gì vậy đó. Nhưng mà nếu mình cầm cái sâu chuỗi đó mà mình chạm vào sâu chuỗi đó, mình lần được nữa cái nó làm trọn cái ý nghĩa hơn. Thay vì bây giờ, hồi xưa giờ mình chỉ đeo chuỗi thôi, bây giờ lột chuỗi ra, lần chuỗi nữa thì đeo lần luôn. Mình lần chuỗi, mình đeo chuỗi, chứ không phải chuỗi chỉ để đeo, chuỗi cũng để lần. Mình lần chuỗi nữa thì cái sự mình đeo chuỗi đó nó trọn vẹn, chứ có gì đâu. Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là mình đeo chuỗi là mình tội, không có. Nhưng mà mình đeo chuỗi và mình dùng được chuỗi thì sâu chuỗi này nó không đến nỗi quá ư là nhạt nhẽo chỉ để trang sức cho mình, mà nó còn là phương tiện định tâm. Nhiều lúc Pháp Hòa cho mấy đứa nhỏ sâu chuỗi, nói, what I'm going to do with this? Tôi làm gì với sâu chuỗi này đây? Thì nó hỏi một câu này là mình có cớ để mình nói rồi gì. Ồ, Pháp Hòa không có nên niệm Phật nha. Con đeo sâu chuỗi này, khi nào trong lòng con thấy bất an, con đang nóng giận, thì con tìm chỗ yên lắng, con hít một hơi vô, một hơi ra, con bấm một hộp. Tại vì khi mà nó đang lên cơn nóng giận á, là lửa nó đang phừng phừng, mà mình biểu nó niệm Phật, nó biết cái gì mà niệm. Kêu nó ngồi thở, nó trở về với hơi thở thì hơi thở giúp cho nó định tâm. Mà nó lấy sâu chuỗi nó làm một phương tiện để giữ nó. Và phải dặn thêm câu, nhớ đi tìm chỗ vắng vẻ ngồi. Chứ nếu mà không dặn nó kỹ, nó ngồi ngay cái người làm mà nó bực á, người đó cứ lãng giảng. Nói hồi á, nó đeo chuỗi vô, nó nói thôi khỏi đeo, khỏi lần gì nữa, nó giải quyết cho xong, kiếm chỗ khoan cánh. Cho nên tại sao chúng ta có ý nguyện vãng sanh? Vãng sanh là gì mà phải đi? Chữ vãng là đi tới, chữ sanh là một đời sống. Vậy thì chúng ta ai cũng ước nguyện được vãng sanh, nghĩa là từ một cái cõi sống khổ mình muốn đi qua cái chỗ sống tốt. Vậy đợi có cần đợi chết mới đi không? Có phải nhiều khi mình ở chỗ nào khổ quá muốn đi chỗ tốt không? Chỗ nào chật quá để muốn đi chỗ rộng? Thậm chí ngồi nghe giảng mà chỗ này không thấy được thầy, tôi kiếm chỗ khác tôi ngồi. Mình đọc kinh mà chỗ đó tối không thấy được kinh thì mình phải tìm chỗ sáng. Tự mình, trong lòng mình, ai cũng có một ý niệm vãng sanh, nghĩa là mong muốn vãng sanh, nghĩa là đi tới một cảnh sống tốt. Rất thật mà, chuyện đó rất thật. Nhưng anh muốn vãng sanh thì anh hãy đi tìm cho anh một hoàn cảnh để vãng sanh, một điều kiện để vãng sanh. Cho nên ai cũng muốn vãng sanh hết. Tốt. Sắp hết giờ đèn mới mở. Sắp vãng sanh rồi đó. Hay là biểu tắt mở, mở đèn biểu hết giờ. Cho nên thưa đại chúng, chữ vãng sanh là vậy đó. Không phải đợi chết. Cái chữ vãng sanh không phải để cầu cho người chết. Chữ vãng sanh không phải để dành riêng cho người chết, mà là một ý nguyện, một cái ao ước sống, từ một cái cảnh khổ đi qua tới cảnh đẹp, từ cái chỗ khổ đau tới chỗ an lạc, từ cái chỗ khó khăn đến chỗ dễ dàng. Hồi nãy con nóng vô quá trời luôn, xong con nhớ Nam Mô Di Đà Phật, bước đi mà nó rung chân hết trơn vậy đó. Qua tới bển ngồi xuống, mình đã không nói lời thô, không hành động thô,
không làm đổ vỡ mọi xứ, yên lắng, con được vãng sanh. Chỗ nóng nảy hồi nãy, con ra khỏi cái chỗ đó, con qua phòng bên kia con ngồi, con vãng sanh. Con vãng sanh rồi. Một lát con yên lắng xuống, con đi ra, hồi nãy con gặp cái người đó, con bực tức, con thấy họ không lành mạnh, không dễ thương. Nhưng sau khi con lắng rồi, con trở ra con thấy họ bình thường. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên vãng sanh không phải chỉ để dành riêng cho người chết, mà là một ước nguyện, một tâm nguyện bất cứ ai cũng cần có. Từ một cái chỗ buồn phiền khổ lụy, con muốn đi tới một chỗ đẹp hơn, sáng hơn, lành mạnh hơn. Bằng chứng rõ ràng, chỗ nào tối muốn mở đèn, chỗ nào hầm hố muốn lách, muốn lạng, đi cho nó lành. Cái áo rách mình vá, tóc nó bồm chồm mình hớt, mặt mày mình lem luốc, mình rửa, mình làm đẹp. Tức là ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn tốt, điều đó đâu có gì sai. Nhưng chỉ đừng thể hiện ở trên hình tướng của mình mà quên cái nội tâm. Vì mình muốn như là trong lòng rồi, vì thì cũng hãy tìm cho mình một cái hoàn cảnh sống, đó là vãng sanh. Muốn được vãng sanh như vậy, người đó nhất định phải bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đó là bài thần chú vãng sanh. Bạc nhất thiết như là gì? Nhổ hết tất cả những cái nghiệp chướng mà nó rất căn bản của con người thì người đó mới được vãng sanh. Bài chú đó có tên vậy đó: bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Bài đó tụng sao? Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Điệt Dạ Tha. Lâu nay quý vị tưởng đâu tụng tới bài đó cho người chết thôi. Dạ không, người sống sờ sờ cũng cần lắm. Nhổ sạch tất cả nghiệp chướng căn bản để vãng sanh về cõi an lạc. Hồi Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa thuộc cái bài tựa đó do Tổ Khánh Anh dịch. Tổ Khánh Anh dịch bài nó như thế này: vãng sanh thần chú lời vàng, vãng sanh thần chú lời vàng, chân ngôn quyết định bình an trong đời. Cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Bắt đầu mới vô chú Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Tổ Khánh Thanh dịch cái tựa của cái bài chú đó bằng 4 câu thơ mà Pháp Hòa thuộc cái bài đó hồi Pháp Hòa 7 tuổi đó. Vãng sanh thần chú lời vàng, chân ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, tức là bạc nhất thiết nghiệp chướng đó, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Đề Cha Dạ Dạ Tha. Sau này có một vị nữa tu thiền và cái ý vãng sanh còn hay hơn nữa: già di nị già già ná, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. A Di Rị Đô Bà Tỳ, dừng chân đứng lại xanh rì cỏ sâu, nghe ta yêu đốt thành sầu, là ngôi chứng quả nhiệm màu vô biên. Em rất trần tục, nhưng sau đó mình đem cái ý nguyện vãng sanh đốt hết tất cả những cái đó. Hình như nó có một bài hát á: tôi về ôm lại trang thơ đốt thành tro tàn. Đốt gom hết mấy cái bài thơ tình đốt tro tàn, tại vì giờ vãng sanh rồi, không còn vướng lụy nữa. Già di nị già già ná, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Tại vì mình đã thoát được trong nội tâm rồi thì đâu có gì ngăn ngại. Nói vậy thôi nha, phải thật sự vậy mới làm được nha. Em ơi đứng sát gần ta ngại gì. A Di Rị Đô Bà Tỳ, dừng chân đứng lại xanh rì cỏ sọc, nghe ta yêu đốt thành sầu, là ngôi chứng quả nhiệm màu vô biên. Tới cái chỗ mình đạt được cái cảnh giới đó. Cho nên quý vị biết không, những vị mà người ta đạt được cái cảnh giới an tịnh đó, chữ nghĩa của người ta nó bay bổng, nhưng mà không hề mình nghe giống như người ta trần tục vậy đó, nhưng mà không phải đâu, không phải vậy.
Vì vậy cho nên hôm nay mình nghe được cái chữ tam đa. Thế gian người ta cần đa phước, đa lộc, đa thọ. Người tu tập chúng ta, hay nếu chúng ta trở về với nội tâm một chút, để cho đời sống mình bình an hơn nữa, chứ không phải chỉ phước lộc thọ. Tại vì có phước, có lộc, có thọ mà không có tu á, nguy hiểm lắm. Nhiều lộc quá mà không tu cũng không tốt. Cho nên phước lộc thọ là cái mong cầu của người thế gian. Nếu mình có được cũng tốt, nhưng nếu chúng ta có thêm ba thứ: biết nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, và gần được thiện hữu tri thức, hiến tặng được mọi việc cho đời, cho người, thì tự nhiên cái cuộc sống này, dù trong cõi đời này, nhưng chúng ta sống rất đạo. Mỗi ngày chúng ta vẫn ứng xử với nhau, nhưng chúng ta không còn ứng xử theo một cách rất thế gian nữa, mà trong cái ứng xử đó, nó bắt đầu nó có nhẹ nhàng hơn, nó yên lặng hơn, nó bình an hơn. Thì cái lời cầu nguyện đầu năm của chúng ta là đúng: cầu chúc cho nhau bình an vô sự. Mình thấy sự gì mình bình thì mình mới an, mà từ cái bình an thì mình mới thấy sự sự vô ngại, gọi là vô sự. Chứ cuộc đời này không thể nào, không thể nào sao, không thể nào vô sự. Nhưng mà tâm mình bây giờ bình an được rồi thì mình mới thấy nó thật sự là vô sự. Cho nên ngài lâm tế thiền quán của ngài vô sự chân nhân. Vô sự chân nhân là một con người, một chân nhân sống không ràng buộc, vô sự. Có nhiều thiền viện để hai chữ vô sự thật to, nghĩa là mỗi ngày mình vẫn làm hết tất cả. Cần mình nấu cơm mình nấu, cần mình xách nước mình làm hết tất cả việc, mà mình không thấy khổ đau bất cứ sự gì cả. Vì mình biết được làm là một hạnh phúc. Cho nên cái câu mà hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80.000 điều thông, rộng gieo phước tuệ khắp cùng, đó là cái duyên lành của mình. Đâu phải người tu rồi là vô sự, là không làm gì hết, rảnh rang. Ủa sao mọi người nấu cơm mà anh ngồi đây? Dạ tu pháp môn vô sự. Mình chừng 5 ngày 10 bữa thôi là mình sẽ có chuyện đó, và người ta sẽ kiếm sự với mình đó. Tại vì anh không hiểu đúng cái đạo lý của vô sự. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa chia sẻ tối nay. Bây giờ mình trả lời câu hỏi vài câu ha. Đây có một câu tiếng Anh: I do not know how to read Vietnamese very well, so it is sometimes difficult for me to understand the scripture. Is there other ways for me to understand Buddhism? Yes, there are a lot of ways. If you turn wrong way, turn around. There are a lot of ways. Because Buddhism is the way to live. So the way you talk is already a way of Buddhism. But now it's more mindful on the way you talk. When you treat people, you say, is that how you do it? Yeah, that's my way. But your way sometimes is not mindful enough. You may suffer your loved one or the others by your own way. Now you can learn the Buddha's teaching, the mindfulness way. And then your way much more different, more beautiful, more mindful. There are a lot of ways for you to go, but sometimes your way got more accident. So now you go back to yourself and reflect. I have gone this way, doesn't work. You find another way. This is reality in the practice. But based on your question, if you don't understand the scripture, Bible books, there are translation version you can ask for. Maybe they are not completely 100%, but I'm guarantee there are at least enough for you to research.
to find out about Buddhism according to the books, the scripture that you want to understand. And as I used to share with the Vietnamese community, you live in 100 years in this life. Anything you don't know, there's a way for you to know. Google. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. In our daily practice, one of the beautiful thing, one of the beautiful way that we're able to practice is we know how to reflect back things we have done to others, things we have talked to others. Don't just do it without reflection, because you never learn, you cannot receive or gain more successful if you did not have time to reflect back what you have done. You look back in order to learn. You look back in order to make it better, to correct, to make things more better. And this is a very wise person. After you cook something, you used to ask, how was it taste? You ask people, but you also need to taste by yourself to see your own cooking. And then you know what do you need to fix. You will make your dish much better next time. Very real. So Buddhism is not introduce you about belief in Buddha, but we introduce you the technique, the instruction, how to do things and how to reflect back to make it more better next time. And this is how we live every day. You know, when we shave our head, we all shave by ourselves with a 3-blade razor. If I give it to you, you scare because you may cut yourself. But after we're done, you know what we do? We use our hand and touch to check, make sure everything smoothly. If there is some rough, that means it's not clean yet. And why you say, how come all the monks look very shining? They didn't use anything. They know how to use their hand to test the head. Even you shave your head, you still need to check, make sure it looks clean and nice. So when you arrange something, you stand there, very close. You see by it close. You go farther. You look back and you see something need to be fixed. Even you wear your clothes. You look at the mirror close. You walk a little bit farther. Sometimes you have to walk to see, is this outfit look better for you? Look nice on you? This is Buddhism. If we know how to do this in for ourselves, do something called, you know, make you look nice, then make sure you do the same with your behavior, with your action, with your speech, with your treatment every day. And then you don't have to declare, I am Buddhism, but you're already Buddhism, because Buddhism is the way to live. You live, you happy, but not yet, not finished. Make sure others happy along with your living too, along with your way too. Sometimes, I don't care, this is my way. So this is your own way, 50%. Now, you do something else to make your loved one happy with you, you 100%. You're already happy with your way. But sometimes we need to reflect farther in order to make sure the others happy with us too. When I give a talk, I used to ask farther people, can you hear me? Of course. People who are very close to me, they can hear me well. But if I pay more attention to those farther, things will be better. They will feel more happy. Or even we sit there very far from Thai, but he still bring his heart to us. If we all try to do this as much as we can,
we turn. This is what we call, we are transforming the life of impurities into pure. We transform the negative into positive. And if we're able to transform like this, we already using or practicing or define the term tu. Tờ u tu. Very simple. Very easy writing, but lot of work. Lot of effort. So don't worry about your scripture. Worry about your way of living. Thank you.